chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bếp Việt được phát sóng trên kênh truyền hình VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, Cà Mau đã được mẹ thiên nhiên ban tặng cho rất là nhiều sản vật và trong đó có cua Cà Mau. Và cua Cà Mau đã được thực khách công nhận là cua biển ngon nhất cả nước. Và cua Cà Mau có gì đặc biệt trong những món ăn? Ngay bây giờ chị Tiên xin mời quý vị cùng theo chân chị Tiên đến với nhà hàng Cua Thứ Thiệt tại Cà Mau và cùng thưởng thức những món ăn được chế biến từ cua. Vùng đất mũi Cà Mau có vị trí địa lý tiếp giáp với hệ sinh thái rừng ngập mặn và biển, nên nơi đây đã được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho nhiều loài thủy hải sản phong phú, đa dạng. Và nổi bật nhất trong số đó chính là cua Cà Mau. Cua biển Cà Mau có màu sậm, vỏ cứng, chắc và có hình thức không được đẹp như các loại cua khác. Tuy nhiên, cua biển Cà Mau lại có hương vị rất thơm, ngọt thanh tự nhiên, thịt săn chắc, và không một loại cua nào có thể sánh được. Cua biển Cà Mau là một loại thực phẩm tươi sống, là món ăn bổ dưỡng cho cả người lớn và trẻ em. Ngoài ra, hàm lượng dinh dưỡng của nó còn chữa được một số bệnh như thiếu canxi, còi xương, suy dinh dưỡng. Cua biển Cà Mau được xem là loại cua biển ngon nhất nước bởi hàm lượng mỡ thấp, protein cao, dồi dào về khoáng chất và vitamin. Do đó, nhiều nhà hàng, quán ăn hải sản nào tại các thành phố lớn trong cả nước cũng đều quảng cáo là cua biển Cà Mau. Cua biển Cà Mau có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và hấp dẫn như cua nướng, cua luộc, rang muối, rang me, nấu bánh canh, lẩu riêu. Tùy thuộc vào cách chế biến của từng món ăn mà chọn cua cho phù hợp. Tuy nhiên, cua gạch son thì chế biến vào bất kỳ món ăn nào cũng ngon và hấp dẫn. Nhưng có lẽ món lẩu cua Cà Mau luôn làm các thực khách ấn tượng. Quý vị và các bạn thân mến, đứng bên cạnh chị Tiên đây là bếp trưởng nhà hàng Cua Thứ Thiệt, anh Lê Văn Đạo. Và trong ngày hôm nay, anh Đạo sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả không biết là món gì ạ? Hôm nay Đạo sẽ gửi đến quý vị và khán giả một món ăn của chí danh của Cà Mau, đó là lẩu cua Thứ Thiệt của nhà hàng Cua Thứ Thiệt ạ. Và nguyên liệu hôm nay gồm có là chính đó là cua Cà Mau. Dạ, anh Đạo cho em hỏi xíu là cua Cà Mau của mình nhưng mà là cua thịt hay là cua gạch vậy anh? Dạ, nó hai loại, nhưng nấu cái loại lẩu này nếu ngon, nếu mà nước ngon nó sẽ dùng là cua gạch. Dạ, cua gạch. Dạ. Rồi anh có thể giới thiệu cho em biết về sơ qua những cái nguyên liệu mà hôm nay mình sẽ dùng để nấu cái món lẩu cua này. Nguyên liệu mình gồm có là thịt xay. Dạ, thịt xay với tôm khô của Cà Mau. Tôm khô mình cũng xay luôn ạ? Tôm khô mình xay luôn, dạ. Xay cho nhuyễn luôn. Và mình đập khoảng 3 cái trứng. Dạ, mình có trứng. Dạ, trứng, thịt và tôm khô. Mình sẽ trộn hòa quyện với nhau, làm cái bổi của nó. Dạ. Rồi nguyên liệu mình gồm có là sa tế của nhà Cua Thiệt tự nấu. Dạ, gia vị là có sa tế. Mình có rượu đặc trưng. Rượu. Dạ, rượu, bột ngọt. Dạ. Đường. Dạ. Và cờ no. Rồi sau đó là mình có hành tím với tỏi băm và dầu ăn. Bước tiếp theo là mình sẽ giới thiệu, mình sẽ nấu, mình bật bếp lên. Còn đây là những rau ăn kèm. Là rau ăn kèm cũng có bồn của chí danh của Cà Mau, gồm các loại rau như đặc trưng như rau muống, nấm, các loại nấm. Dạ rồi, bây giờ thì anh có thể thể hiện cái món ăn của mình hôm nay. Mình cho phi hành tỏi nó thơm lên, sau đó mình sẽ cho cua vào. Dạ, khi là dầu mình nó nóng lên rồi anh sẽ cho cua vào. Cho cua vào. Là mình chiên luôn hay là mình xào sơ thôi anh ạ? Mình xào sơ cho nó thơm. Dạ. Để khi nấu nó không có bị tanh nữa. Dạ. Mình sơ chế cua có cái cách nào mà để cho nó bớt cái mùi tanh không anh hả? Mình chỉ dùng một tí rượu của nhà hàng thôi. Mình sẽ xử lý bằng rượu. Rượu, mình nấu thì mình sẽ tí gạch cua. Dạ. Cua thì mình sẽ xào sơ lên. Xào sơ lên. Rồi em không biết là ví dụ như mình xào xong rồi cái nước dùng á anh. Cái nước dùng mà để mình nấu cái lẩu cua này là mình sẽ nên qua nước hầm như là xương hoặc là hầm bọng gà. Mình nấu mình bỏ một có củ cải trắng đồ ngò rí đồ vô cho nó thơm.
mình sẽ sử dụng nước dùng là nước hầm từ xương hoặc là từ xương heo hoặc là xương gà. Đúng rồi. Dạ. Sau đó mình nêm gia vị vô nè. À, mình sẽ cho rượu đặc trưng nghèo thiệt vô để cho nó bán mùi tanh của con cua. Dạ, mình sẽ xử lý bằng một xíu rượu. Dạ. Tại vì hải sản nó dùng rượu dạ. Nó sẽ bán mỗi mùi tanh. Rượu nó sẽ khử được cái mùi tanh của hải sản. Dạ. Sau đó mình thấy cua nó vàng, cua nó sẽ hơi vàng hơi à. Dạ. Cua vàng hơi rồi mình sẽ cho nó là cà no. Dạ. Mình sử dụng là khoảng một muỗng cà no. Dạ. Đó là một muỗng đường. Một muỗng đường, một muỗng cà no. Dạ. Sẽ một muỗng bột ngọt. Bột ngọt một muỗng. Dạ. Sau đó mình sẽ cho là tiếp theo đó là mình sẽ cho khoảng một miếng sa tế nấu à. Dạ, sa tế. Nhưng mà nếu như ở gia đình mình không có sa tế tự làm này, mình có thể thế mình có thể như là mình mua sa tế ngoài chợ. À dạ. À, ngoài chợ nó có nấu sẵn á. Dạ. Tại mình tự làm thì nó sẽ thơm hơn. Dạ. Và nó sẽ nấu nó sẽ cái mùi nó sẽ bốc lên thơm hơn. Mình xào cho nó săn lại hết ha. Dạ. Săn lại. Sau khi cua nó săn lại rồi mình có thêm cho gì nữa không ạ? Cho nước dùng đi. Cho nước dùng cho nấu cho cua chín. Dạ. Cho nó sôi lên. Sau đó mình bỏ thịt xay nè, gồm có thịt xay nè, tôm khô và trứng. Dạ, mình bỏ thịt sống vậy luôn ha anh? À. Dạ. Sống mình sẽ nấu hoặc là chín rồi. À. Nếu mình nấu cái này ba cua mình sẽ cho ra khoảng 4 giá nước ha. Dạ, 4 giá nước dùng. 4 hoặc 5 cũng được, nếu mà mình ăn kèm với bún thì mình cho nhiều vô. Nếu mà với cái khẩu phần này là mình dành cho mấy người ăn anh ạ? À, khoảng 4 người. 4 người ăn. 4 người ăn hai con cua. Dạ, em tưởng tượng chắc khoảng 1 lít nước dùng ha. À, chắc 1 lít thì mình nếu mình cho nhiều vô 5 giá, khoảng 5 giá. Dạ, 1 lít mình dùng. Ăn sử dụng ăn như kèm với bún á khi. Dạ. Còn mình trong thời gian chờ mình cho nó sôi lên mình sẽ cho một giá nếu ở nhà mình làm á nhiều quá mình thích mình bỏ nhiều còn ở nhà thì của định lượng của em sẽ giá này. Dạ. Giá gia vị nè. Dạ rồi. Mình sẽ bỏ vô đây. Dạ mình sẽ bỏ vô một giá ngay cái lúc nước nước này đặng cho khi nó sôi lên mình sẽ đảo cho nó bám vô mấy con cua. À, cái này giống như là mình tạo một cái riêu cua trên mặt phải không? Tạo một cái riêu cua nhưng mà dạ. Mình không có sử dụng là cua. Dạ. Thường thường người ta nấu lẩu mà mình sử dụng các loại cua đồng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em không dạ. Sử dụng cua đồng. Mình đặc trưng là cua biển. Đặc trưng cua biển nếu mà dạ. Nấu cua đồng thì vô thì sẽ bán mùi hết. Nó sẽ dạ. Mùi cua đồng nó lên nặng hơn mùi cua biển. Dạ. Mình khi để cho nó sôi lên thì mình sẽ đánh cho nó tan cái riêu này ra. Dạ. Nó tự chín. Nó sôi từ từ lên mấy cái này nó chín. Dạ. Cua nó sẽ chín theo. Cái nhiệt độ lửa của mình có phải canh lửa như thế nào không anh? Để nếu cho nó, cái lửa nó sôi á thì mình canh cho nó sôi từ từ lên thì cái riêu này nó sẽ không bị tan ra, nó chín từ từ thì nó sẽ bám vô. Dạ. Còn nếu mình lửa mình để cho nó sôi mà mình đổ vô nó sẽ gã. Nên là không mình có làm bị bám lửa vô. Vừa cho nó chín dạ. vừa tới. Dạ. Dạ. Sôi nó bám. Dạ. Đó là cái riêu cua. À, cái riêu. Dần dần nó sẽ bám nè. Dạ. À, mình đảo mấy con cua này ra cho lớp này nó chín nè. Cho nó xuống nước. Dạ. Cho nó bám từ từ vô. Mình nấu vậy nó khi mình cũng không cần vớt bọt nhiều quá. À dạ. Tại vì mình vớt bọt nhiều quá mấy khi mùi rượu sẽ té trên nó thơm á, nó lại mùi bắt mùi thơm. Tại vì nếu như mà mình vớt bọt nhiều quá thì cái chất ngọt trong cua nó cũng đi nhiều. Dạ. Tại vì con cua nó ngọt với thịt nó ra, mình vớt nhiều quá thì nó sẽ mất cái mùi vị của nó. Dạ. Còn khi những cái nguyên liệu này là khi nào mình mới bỏ vô anh ạ? Khi mình nấu chín cua xong mình bỏ vô cái lẩu. À. Là mình nấu xong cái phần nước dùng mình mới bỏ cái nguyên liệu này vô lại. Đúng. Dạ. Mình sẽ vớt một ít bọt khi mà nước sôi nhiều anh ha. Nước sôi nhiều cho nó hơi trong nước lại. Nếu mình lựa như một muỗng cà no nó sẽ
Dừa, thế mà mình lấy thêm một nước, mình sẽ nêm thêm nửa muỗng. À, từ từ nãy giờ là em thấy là hình như trong gia vị của mình là không có muối anh hả? Mình không có sử dụng muối đúng không? Không sử dụng gia vị trong. Nó lạc, nếu sử dụng gia vị nhưng mình nêm nước này khó. Dạ. Cái này chắc là con cua em thấy nó cũng có cái vị mặn. Dạ, vị mặn của nước. Dạ. Cho nên mình lưu ý là mình sẽ không nêm muối vào lẩu cua anh ha. Đúng rồi. Dạ. Thì muối vào cua làm cho cua nó sẽ mất chất ngọt. Thứ nhất là mất chất ngọt, thứ hai nữa là nó sẽ thấm vô thịt cua, sẽ mặn đi. Cho nên mình sử dụng là chỉ là khờ no thôi. Khờ no thôi. Dạ. Khờ no là tăng cái chất ngọt của nó lại. Nó đã đậm đà lên. Đậm đà lên. Dạ. Mình cũng còn không cần sử dụng đường nhiều quá. Dạ, đường đúng dừa rồi. Như nãy. Đường nhiều quá thì nó sẽ làm mất chất ngọt tự nhiên của con cua. Dạ. Thường thì mình nấu cái lẩu cua này mất khoảng bao lâu anh ha? À, nói chung là nếu mà mình nấu ăn thèn thì cũng mau. Tại vì con cua mình làm nhanh lắm. Dạ. Nếu như làm khoảng 5 phút đến 10 phút là còn đã ra cái lẩu thành phẩm. Dạ. Tại vì cua mình có sẵn, nguyên liệu mình có sẵn mà. Dạ. Là thêm cái tốc độ của cái lò là mình nấu nhanh lắm. Tại vì khi mình nấu sơ ra lò ra công đoạn khách ăn, khách sẽ bật bếp lên thêm. Dạ. Mình không cần phải nấu chín quá. Tại vì nấu chín quá ra bàn thì đun quá là làm cho mất cái con cua ra chất ngọt nhiều. Dạ. Dạ ra. Là mình làm nó vừa chín tới rồi. Vừa chín tới. Em thấy là cũng sôi nhiều rồi. Rồi mình cho mình bám lên đây còn sống rồi. À dạ. Sau mình sẽ cho một tí màu điều vô ha. Dạ. Khoảng màu điều là có tác dụng gì anh ạ? À, mình tạo màu cho cái lẩu thôi. À, để là tạo màu, màu điều sẽ làm cho cái màu nó đẹp hơn, bắt mắt cái hơn. Màu đẹp hơn, bắt mắt hơn. Dạ. Thì cái lẩu nó không trắng á. Dạ. Sau đó mình sẽ cho cái này vô ha. Mình cho, dạ, mình sẽ cho đậu hũ, cà chua vô. Đậu hũ và cà. Khi mình nấu đun sơ, mình sẽ nêm lại. Dạ. Mình nêm lại cho nó vừa ăn, nếu mà chưa vừa ăn mình sẽ dùng một miếng cà noi vô. Dạ. Tại vì khi mình nấu cái chất của cà chua nó ra nó hơi lạc luôn. À, dạ. Em thấy là mình còn cái phần tôm khô á anh. Ừ. Tôm khô hình như mình chưa sử dụng ha. Cái tôm khô là có trong cái topping này luôn. À dạ. Có nghĩa là mình không cần sử dụng mà. Dạ. Tôm khô chứ mà để ngoài. Dạ rồi. Bây giờ là em thấy nó màu của cái lẩu là lên đẹp rồi đó. Nên, bây giờ mình tắt bếp ha. Dạ. Tắt bếp mình sẽ cho ra. Đó, mình sắp cua vô. Dạ. Mình gấp cái này tới phần mình trang trí. Mình gấp ra nè, nó bám vô nè ha. Dạ. Đó, nó bám vô. Đó, nó bám vô con cua nè. Cái ghiu nó. Dạ. Nó bám vô thì nhìn cái mặt của con cua này dạ. Nó sẽ hấp dẫn nè. Dạ. Bắt đầu em thấy nó có màu đỏ lên, hấp dẫn của cua cũng như là từ cái nước dùng của mình. Dạ, đẹp. Dạ. Nó bám vô cái mai luôn ha. Dạ. Thì mình gấp cái mai lên mình sẽ ăn được cái ghiu của nó luôn. Cục hơn. Dạ. Phải rồi. Có mùi thơm không? Dạ thơm. Nhìn rất là hấp dẫn quý vị. Với màu cua và có gạch cua. Tôm khô. Tôm khô là mình tất cả những cái gia vị nó đã thấm và nó đã ngọt nước dùng rồi nè. À, đúng. Ngoài ra là mình có trang trí thêm cái rau gì mình bỏ lên trên bỏ không? Lên nhất là quế. Quế à, đặc trưng luôn à? À, quế với ngò gai nó là phải bỏ bế ngò gai nó tăng sẽ là tăng cái độ thơm lên. Dạ. À, kính thưa quý vị, rau mà mình sử dụng cho cái lẩu cua này là đặc trưng là rau quế và ngò gai. Bỏ lá quế ngò gai lên thơm sẽ bay mùi. Mình cho lá quế. Để cho quế.
Đó, mình sẽ dở nắp ra. Một mùi thơm rất là đặc trưng của lẩu cua Thứ Thiệt. Em nghe nó đã rất là dậy mùi. Kính thưa quý vị, có mặt tại nhà hàng Cua Thứ Thiệt hôm nay có một vị khách rất là đặc biệt, đó là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Và ngay trong giờ phút này thì chị Tiên xin mời anh Nguyễn Phi Hùng sẽ cùng tất cả các ekip chương trình thưởng thức món lẩu cua Thứ Thiệt trong ngày hôm nay. Xin được mời anh ạ. Chào em. Dạ, chị Tiên. Chào quý vị khán giả. Phi Hùng hôm nay cũng có một cái chương trình lễ hội cua xuống đây để biểu diễn cho bà con. Và thật là trùng hợp khi mà mình đi khám phá những nhà hàng thì đã được biết, được mọi người giới thiệu đến cua Thứ Thiệt. Và hôm nay thì Phi Hùng rất là háo hức để thưởng thức món ăn mới của nhà hàng. Dạ, chị Tiên mời anh ạ. À, mời anh. Hôm nay nhà hàng Cua Thứ Thiệt hạnh được đón tiếp một ca sĩ nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh đến với nhà hàng Cua Thứ Thiệt. Hôm nay nhà hàng Cua Thứ Thiệt có một cái món đặc sản của nhà hàng Cua Thứ Thiệt và đặc sản cua Cà Mau với những các loại rau của đồng quê và bồn bồn là của quê Cà Mau. Đã mời anh Hùng dùng cái nồi lẩu của nhà hàng Cua Thứ Thiệt. Hôm nay cái nồi lẩu này có một cái rất là khác biệt, đó là cách trang trí trưng bày cái nồi này là cái nồi bằng sứ đúng không ạ? Dạ, nồi bằng sứ anh. Tại sao mình lại chọn cái nồi bằng sứ để đây? Mình chọn cái nồi bằng sứ, thứ nhất là màu này, thứ hai là nó sẽ tăng cái độ màu của con cua lên. Cua khi mình nấu nó sẽ ra màu đỏ và nó sẽ cái tăng cái trong này là như cái này màu trắng, rồi cái cua màu đỏ nó rất là đẹp. Ra cái nồi lẩu nó sẽ hấp dẫn hơn. Với lại có khi nào cái này là nó sẽ giữ nhiệt được lâu hơn? Dạ, đúng rồi anh, cái này nó sẽ giữ nhiệt được lâu hơn. Nhìn cách trình bày rất là đẹp. Không biết là trong này nguyên liệu để làm món lẩu cua Thứ Thiệt thì có những cái gì mà đặc trưng? Mình các nguyên liệu của mình đó là cũng là thịt xay, thứ nhất là cái, thứ hai nữa là tôm khô của Cà Mau. Cũng có tôm khô của Cà Mau luôn. Sau đó mình hòa diện những gia vị vô, mình sẽ đánh ra một cái tô topping. Rồi hôm nay mình nấu xong rồi mình xoay lên, mình sẽ bỏ những cái thứ đó vô trùng với con cua. Nấu cho nó bám vô con cua. Xong qua thì mình thấy giống như là riêu cua. Nhưng mà thực sự thì có thêm được không biết là mình có lấy nước xương hầm không hay là nước mình thứ nhất là mình nó xương cái nước là xương nước là xương heo, thứ hai đó là xương gà. Bọc gà mình sẽ hầm lên làm một cái nồi nước lèo. Xong đó mình mới nấu. Để thưởng thức cái món này chắc là mình sẽ ăn với các loại rau đặc trưng của miền Tây đúng không? Với mình ăn kèm theo bún. Phải nói là Phi Hùng có được những cái trải nghiệm vô cùng thú vị mỗi lần mà đi biểu diễn các tỉnh thành. Và đặc biệt đến với Cà Mau thì cua luôn là một cái ấn tượng khó phai, bởi vì cua Cà Mau luôn có một cái giá trị dinh dưỡng cũng như là những cái hương vị rất là đặc trưng, thơm ngon. Và rất là mừng trong dịp vừa qua thì Cà Mau cũng đã tổ chức lễ hội cua Cà Mau. Hùng nghĩ đây cũng là một cái nét văn hóa vô cùng là cần được bảo tồn, để cho mọi người muốn khám phá Cà Mau ngoài cảnh đẹp thì chúng ta còn có ẩm thực nữa. Và hôm nay đến với nhà hàng này thì Phi Hùng được thưởng thức không chỉ món lẩu cua này đâu, còn có rất là nhiều những món khác nữa mà phải nói là các đầu bếp ở đây nấu ăn thì cũng không kém gì các đầu bếp chuyên nghiệp trên thành phố. Và được biết anh Duy cũng là một người đã gắn bó với nhà hàng cũng một thời gian rất là lâu rồi. Anh cũng đã có thời gian hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ thì anh đã về đây để mở nhà hàng này. Không biết là cái ước mơ của anh với món cua cũng như là đặt cái tên là cua Thứ Thiệt này thì anh muốn chia sẻ cái điều gì? Tại vì mình sinh ra từ cua nuôi, cha ba mẹ mình làm hành cua. Sau đó mình lớn lên cũng được ba mẹ nuôi làm hành cua. Sau này gia đình thì cũng làm ăn khó khăn cũng tại hành cua. Nhưng sau khi mình ở Sài Gòn một thời gian dài, quyết định về quê mở cái phòng kinh doanh. Mình chọn con cua nó là giống như là biểu trưng của tỉnh Cà Mau. Nó là cái món đặc sản mà cả nước, cả thế giới cũng rất nhiều người yêu thích. Mình mới phát triển cái món cua này ở Cà Mau. Thực sự thì cua Cà Mau đã có một cái giá trị về kinh tế cũng rất là quan trọng đối với người dân ở đây. Và phải có một cái tình yêu lớn lắm với quê hương mới có thể đặt toàn tâm toàn ý để xây dựng nên nhà hàng. Và không biết được là bây giờ do cái tình hình du lịch mọi thứ nó cũng bị chậm lại, nhưng mà chắc chắn là anh cũng sẽ phải đối diện với những cái khó khăn ấy.
thì điều gì làm anh có niềm tin rằng là cua Cà Mau, quán cua Thứ Thiệt của mình sẽ luôn là một cái điểm thu hút hàng đầu về ẩm thực tại Cà Mau? Điều đầu tiên là đây mình làm cua, là khi mà nói tới Cà Mau chắc chắn nói tới cua, đi xuống Cà Mau với ăn cua. Và khi mình phát triển ăn cua lên thì thật sự mình cũng đã có nhiều cái phương án để phát triển ăn cua, như là bán cua đi cho khắp toàn quốc giao tại nhà, bán sốt lẩu hay là bán nước sốt đi để nhà ta tự làm được, cũng như là có tổ chức là dạy lại cho các cái nhà khác nếu có nhu cầu để phát triển các món vịt cua, chung tay cùng với chủ cua Cà Mau. Và em cũng được biết là nhà hàng mình đợt vừa rồi là cũng đã đoạt cái giải cũng rất là cao trong cái cuộc thi, đúng không ạ? Và Hùng thấy được là cách mà để chế biến thịt cua thì bây giờ đã nâng lên một cái tầm mới, không chỉ là những món cua giản dị thông thường nữa mà đã được sắp đặt đưa vào những cái bếp gọi là bếp hạng sang, làm cho chúng ta có những cái nguồn nguyên liệu làm chúng ta đã có những cái nguồn nguyên liệu quý rồi mà làm sao kết hợp với những cái món phương Tây nữa, thì phải nói là cái cách trình bày của đầu bếp á, rất là bắt mắt, làm cho Phi Hùng cảm thấy được là Cà Mau cũng có một cái sự sánh vai tương đương với thành phố so với cái gu thưởng thức ẩm thực. Và nhất là ở đây thì đã vốn có sẵn những cái nguồn nguyên liệu quý, đó là cua Cà Mau. Và thực sự á, nếu mà muốn ăn cua Cà Mau á, thì chúng ta đừng có ham rẻ, bởi vì Hùng đã ăn rất nhiều nơi rồi, nhưng mà để nuôi được con cua Cà Mau này thì cái công đoạn chuẩn bị cũng như là để làm cho nó ngọt thịt và thơm ngon thì chúng ta phải cảm nhận được cả cái công sức của cái người lao động nữa. Vì thế cho nên là nếu mà ai nói cua Cà Mau rẻ thì không có rẻ nhé, nhưng mà ngon thì tuyệt đối ngon. Và ngay bây giờ thì chị Liên xin mời anh Hùng, anh Duy cũng như là anh Đạo chúng ta sẽ thưởng thức cái món lẩu cua. Wow, nhìn hấp dẫn quá rồi. Cua này là mình đã chế biến chín rồi hay là măng xong mình sạch sẽ hết, mình xào và mình nấu chín, mình nấu chín trên lẩu luôn. Khi ra thực khách không có ngại, mình sẽ dùng tại chỗ luôn. Vậy món này mà muốn ship đi toàn quốc thì sao ta? Thì nước lẩu, rồi nước lẩu rồi tới bên em sẽ bỏ riêng, rồi lên chảnh anh có thể là xào sơ không, anh vô bỏ cái tới bên nó vô không, sẽ đóng thùng. Chắc là phải mời anh Hùng cho thêm một xíu rau mình nhúng vô ha. Nhúng một xíu bồn bồn đi, đặc trưng của Cà Mau. Đặc trưng của Cà Mau đúng là đi đóng. Mình sẽ ăn với rau bồn bồn. Nãy anh dùng với Hùng với okay. Dạ, một xíu nấm. Cái này là anh có cảm nhận gì ạ? Lực quá anh. Wow, nhận là các cái gia vị của các loại rau hòa quyện chung với thịt cua với tôm, thấy có một cái hương vị rất là đậm đà. Cái này mình ăn với bún cũng được. Và nếu mà ai thích ăn với cơm thì cũng càng ngon nữa. Đây, cái món này có lẽ là cái món mà hầu hết các thực khách đến cũng đều yêu cầu đúng không ạ? Dạ, yêu cầu đến khi đến nhà Hùng Thiệt thì tôi sẽ kêu nồi lẩu nhà của Hùng Thiệt. Dạ, cái cách mà lựa những con cua, cái thịt rất là chắc và ngọt nữa. Cái này đúng là ngon từ thịt, ngọt từ xương này. Đó là khi mình cảm nhận được cái hương vị rất là ngọt, nhưng mà cái nước cốt vô cùng quan trọng. Thì đây là trong này có các nước cốt từ thịt cua tiết ra này, rồi nước xương hầm nè. Và những loại gia vị rất là cái lá này có cái vị thơm. Đó là rau để tạo mùi. Cái rau gì mà sao có cái mùi lạ vậy? Này giống là như là rau thơm với lại húng quế với lại mò gai mình chắc mình ra chia với lại đều á. Hùng anh Hùng có cảm giác giống như có một cái mùi của bông, như bông cúc cái gì đó, cái gì đó mà nó. Dạ không, cái này là rượu anh. Rượu hả? Rượu mai quế lộ. Có một cái mùi đặc trưng. Rồi
sự thì... là cái bí quyết của món ăn. À. Cho nó khử cái mùi tanh của cua mà. À, dạ. Vậy là mình cũng tích lũy được rất là nhiều những cái kinh nghiệm. Nói là thịt cua thì cảm thấy cái mùi thơm thôi, dậy lên cái một cái mùi rất là muốn ăn liền đó, mà không thấy mùi tanh. Vậy là bữa nay về về Cà Mau thì Phi Hùng lại khám phá thêm được một nhà hàng mới, đó chính là nhà hàng Cua Thứ Thịt. Và chúng ta hãy cùng trải nghiệm nhé, hãy cùng Hùng khám phá những cái nét ẩm thực văn hóa tại Cà Mau, thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng bị thuyết phục, bởi vì nơi đây chính là đất mà đã nức tiếng về những cái món cua ngon. Và bây giờ thì đưa vào nhà hàng, những món ấy đã được cải biên, đã được làm cho phong phú hơn, ngon hơn, hấp dẫn hơn. Và đến Cà Mau chưa ăn cua thì có nghĩa là chúng ta chưa đi Cà Mau. Và chị Tiên cũng hy vọng rằng trong những thời gian sắp tới, khi thực khách đến với Cà Mau, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những món ăn được chế biến từ cua, và đặc biệt là món lẩu cua Thứ Thịt tại Cà Mau. Kính thưa quý vị, và chương trình Bếp Việt hôm nay cũng xin được khép lại. Và chị Tiên cũng xin thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. We'll be right back.